tuyên phạt 8 năm tù giam đối với Facebooker Vượng Nguyễn. Bài học xương máu cho những kẻ vô công dỗi nghề nhưng muốn học đòi làm nhà dân chủ. Sáng ngày 7 tháng 7 năm 2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điểm A khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với Nguyễn Quốc Đức Vượng sinh năm 1991 trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo thông tin từ những người dân địa phương nơi đối tượng Vượng sinh sống, sau khi nghỉ học từ năm 16 tuổi, do không có việc làm ổn định nên Vượng thường xuyên góp mặt ở nhiều vụ trộm cắp, cờ bạc, hành hung, gây gổ và đánh người gây thương tích. Công an địa phương đã nhiều lần mời Vượng lên làm việc, khuyên răn và đã 3 lần xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã, nhưng Vượng vẫn chứng nào tật đấy. Thông qua mạng Internet, Vượng lập tài khoản mạng xã hội Facebook tên Vượng Nguyễn và từng bước tìm hiểu, tiếp xúc với các trang mạng phản động, xuyên tạc. Do tò mò, cộng với học thức thấp, Vượng đã tin theo, thường xuyên truy cập vào các trang mạng trên và dần dà bị tiêm nhiễm, dẫn đến bắt đầu chia sẻ các nội dung độc hại trên trang Facebook cá nhân Vượng Nguyễn. Hiện, Vượng đã 29 tuổi nhưng không có việc làm ổn định. Thỉnh thoảng, Vượng làm phụ lơ xe tải cho anh trai đi giao hàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở cái tuổi mà đáng lý phải là trụ cột của gia đình thì Vượng lại trở thành một gánh nặng. Ngày ngày chỉ biết ăn chơi, hết tiền lại viện vào gia đình. Ngoài việc hàng đêm ngồi livestream chém gió, chửi bới nhà nước, Vượng không còn biết làm gì để nuôi chính bản thân mình. Theo cáo trạng, ngoài việc sử dụng tài khoản Facebook Vượng Nguyễn để đăng tải, phát tán video trực tuyến với nội dung thể hiện luận điệu, xuyên tạc, không đúng sự thật về các vấn đề chính trị xã hội, về vai trò lãnh đạo của Đảng, nhà nước, Vượng còn đi thành phố Hồ Chí Minh tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng và bị công an thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính. Mặc dù cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức giáo dục, răn đe và yêu cầu Vượng cam đoan không đăng tải, chia sẻ các bài viết xuyên tạc, kích động, vi phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện cho Vượng sửa chữa sai lầm, tu chí làm ăn để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, Vượng không có chuyển biến mà còn tiếp tục có những hành vi chống phá quyết liệt, cực đoan hơn, thể hiện tư tưởng tiêu cực, bất mãn hơn với chế độ, cũng như trong cách nhìn nhận, đánh giá các vấn đề nảy sinh trong xã hội. Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 9 năm 2019, thời điểm Vượng bị khởi tố, bắt giam, Vượng đã sử dụng tài khoản Facebook Vượng Nguyễn đăng tải, tán phát 98 video livestream với thời lượng tương đương 110 giờ phát sóng và 366 bài viết với nội dung thể hiện quan điểm, ý thức xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa, đả kích các chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, có nhiều lời lẽ xúc phạm tới lãnh tụ Hồ Chí Minh, mong muốn thay đổi thể chế nhà nước hiện nay, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều nực cười ở chỗ, trước sự cổ vũ, ca tụng, lăng xê từ các đối tượng chống đối, phản động, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã ở nhiều nơi, Vượng ảo tưởng nghĩ rằng mình như một người anh hùng, một nhà dân chủ, một thanh niên yêu nước, luôn hùng hồn tuyên bố, thách thức chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, khi đứng trước vành móng ngựa, đối diện với các câu hỏi của tòa, Vượng không khác gì một con mèo hen. Không thể trả lời được câu hỏi tòa đặt ra mà chỉ hướng mắt về phía luật sư cầu cạnh sự giúp đỡ như một đứa trẻ lên ba. Tiêu biểu như sau. Sau khi Vượng cho rằng các nội dung do mình đăng tải là thể hiện quan điểm cá nhân, tòa đã đặt câu hỏi. Bị cáo là công dân nước nào? Là công dân Việt Nam, phải chấp hành hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Là công dân, được quyền trình bày quan điểm cá nhân, nhưng quan điểm cá nhân không phù hợp với hiến pháp và pháp luật Việt Nam, vi phạm pháp luật thì có chấp nhận được không? Vượng đã cúi đầu, không trả lời được. Hay khi tòa hỏi, bị cáo đăng tải, thu thập từ đâu, có chứng kiến trực tiếp không?
Thì Vượng trả lời, bản thân thu thập thông tin từ Google, chỉ lên mạng đọc thông tin từ đài báo trang mạng nước ngoài, chứ không trực tiếp chứng kiến. Trước các câu hỏi và các bằng chứng tội phạm không thể chối cãi. Trước các câu hỏi và các bằng chứng phạm tội không thể chối cãi, Nguyễn Quốc Đức Vượng đã cúi đầu nhận tội, trong đó thừa nhận hành vi muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, chống phá nhà nước nhằm xây dựng một nhà nước mới. Nhận thấy hành vi của Nguyễn Quốc Đức Vượng là hết sức nguy hiểm cho xã hội, bị cáo tại phiên tòa chưa thể hiện sự ăn năn hối cải, cần xử lý nghiêm minh để làm gương cho những kẻ có âm mưu hoạt động chống phá Đảng, nhà nước. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Đức Vượng 8 năm tù giam, 3 năm quản chế tại địa phương về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc sử dụng không gian mạng, nhất là mạng xã hội, để đăng tải, chia sẻ thông tin hiện nay khá phổ biến. Tuy nhiên, việc lựa chọn thông tin, đăng tải hình ảnh trên không gian mạng cần chấp hành đúng các quy định của pháp luật. Đừng vì chút ảo tưởng sức mạnh, thích làm anh hùng rơm khi được các phần tử chống phá tung hô, lăng xê mà đưa các thông tin chưa được kiểm chứng, không có sự xác thực về nội dung, nhất là các thông tin liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cũng như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Hy vọng thông qua phiên tòa xét xử Vượng ngày hôm nay sẽ đánh thức và cảnh tỉnh được nhiều đối tượng khác trong xã hội từ bỏ suy nghĩ, sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sai trái, nhất là chống phá Đảng, nhà nước.